Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình có một mớ ba gọi nè, cả nhà mình chiên nước mắm. Rồi mình có miếng thịt nè, mình xào đậu gồng, với mình có miếng xương để mình nấu canh đu đủ. Bây giờ mình đi ra giờ mình kiếm đu đủ với đậu gồng vô mình xào với mình nấu canh nha cả nhà. Hôm nay mình nấu cơm mình ăn. Giờ mời cả nhà ra giường hái đu đủ với mình nha. Giờ mình hái cái đu đủ này để mình nấu canh nha cả nhà. Chín rồi ạ. Đặt quả chuối luôn. Sao được cha? Chuối chín rồi cả nhà. Rồi lo lại ăn đi. Cầm dây điện mà. Chặt cái khúc nhỏ mà. Chiên nha. Có quả chuối ngon dai cả nhà. Cứ xem. Cái này già thì nào chín mùi cho mình chiên. Quá chừng. Mời cha nó sao hết mà. Sao đó sao hay? Kìa, cái bự kìa. Có hai cái lùm nữa kìa. Rõ luôn cái nè. Vô đây vô xào ăn ngon. Mình vô đây mình hái cọng hành đang mình niêm canh. Mình nhổ nguyên hành nè. Hành mình ghim không tốt nè, giờ mình nhổ mình ăn. Rồi.
Vô đây mình vô mình canh đu đủ với xào thịt với thịt ba gọi chiên. Mình gọt đu đủ với mình rửa đậu rồng cái này là mình vô mình xào với mình nấu canh. Mình cũng rửa đậu rồng xong rồi. Hôm nay mình gọt đu đủ. Mình cũng gọt đu đủ với rửa đậu rồng xong rồi cả nhà, giờ mình vô mình nấu canh. Mình đưa thịt vô đây mình ớp mà mình xào cả nhà. Thịt nấu canh mình cho vô mình ớp luôn. Nấu chung luôn. Giờ mình cho vô đây miếng tỏi băm nè, hành băm nè, tí bột ngọt, tí tiêu, nửa muỗng hạt nêm, nước mắm. Nửa muỗng đường, lát này để mình đi xào. Lát mình chiên thịt luôn. Mình cũng cho tỏi vô đây. Tỏi bằm nè, hành tím bằm nè. Chút tiêu. Chút bột ngọt. Muỗng đường. Tại vì chiên nước mắm thì nó hơi ngọt ngọt. Nước mắm. Cỡ 3 muỗng nước mắm đi, tại vì thịt của mình nó cũng nhiều á.
Để giờ mình sắc đậu rồng xong rồi cả nhà, mà mình thấy nó cũng hơi ít quá, mình có cái củ cải nè, mình bỏ vô, mình gọt, mình bỏ vô. Bây giờ mình sắc gót xào cũng xong rồi, mình sắc đu đủ luôn, đủ luôn. Nãy giờ là mình chiên thịt nó cũng vàng rồi nè cả nhà, mà nó hơi vàng. À, mình gắp cái nó thịt này ra. Vàng được mẻ rồi. Còn mẻ nữa mình chiên cái nó xong. Thịt vàng. Này tới da luôn. Bây giờ còn món này mình bỏ vô mình chiên cái nữa cho nó hết. Rồi thịt mình cũng chiên xong rồi nè cái nè. Mình giờ mình cho cái chảo này lên. Mình cho vô tí dầu. Ủi băm vô. Mình không có để siêu nhiều, để siêu nhiều sợ hơi nhỏ ăn được. Mình cho nó miếng cho nó thơm nha. Thôi mình cũng có nấu mệt tanh nè. Bây giờ tỏi này nó cũng vàng rồi. Mình cho cái chén nước sốt này vô. Cho hết vô luôn. Bây giờ cái nước này nó cũng sánh sánh nè. Mình cho sữa thịt vô. Nhà nhà nào không có nước á, cho ớt và chiên vô ngon. Vậy là mình được rồi đó cả nhà, mình cho mấy miếng thịt này ra đi, cái nước nó mình chế lên cho. Mình không có làm nó mặn cả nhà, mình để miếng nước mắm là về cho nước vô. Giờ vậy là mình có dĩa thịt ba gọi chiên nước mắm này. Mình có dĩa thịt ba gọi chiên nước mắm này cả nhà. Và mình cho vô muỗng hạt nêm. Mình cho muỗng đường. Xào này lên nó cũng nóng rồi nè, mình cho vô một tí dầu. Giờ tỏi nãy cũng còn nè, mình cho vô. Tỏi mình băm nè. Bây giờ tỏi nó cũng thơm màu vàng, mình cho thịt vô. Thịt nãy mình nấu xong rồi, giờ mình không cần phải để gì nữa. Thịt nó cũng xong rồi rồi.
mình cho cà rốt vô, để cà rốt nó lâu chín đi. Cho nó chín thịt. Giờ thịt này nó cũng chín rồi nó cả nhà, mình cho đậu gồng vô. Giờ canh này nó cũng chín nè, mình cho hành vô. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú ơi. Ông chào ông Thang ạ. Ông chịu quấn con. Quấn đâu, mẹ quấn con đâu? Chào đi, chào ông bà cô chú ơi. Mẹ nói quấn. Nó quấn nào ông chào hả? À, cả nhà ơi, mình thịt mình chiên nước mắm với đậu gồng, mình xào thịt với canh đu đủ mình cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với ba mẹ con nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Mời ông bà cô chú ăn cơm, đừng gài ra đổ của mẹ. Chán ruột của mẹ. Không được. Mình trang ở đây cho thằng nhóc nó chén cơm. Sáng giờ chưa ăn sáng. Mẹ ơi. Rồi, ăn đi. Mẹ, hả? Sao mùi thịt giống nhau vậy cha? Mà ông bà cô chú ăn thịt đi. Chào cô chú ăn thịt. Mà cả nhà ăn miếng đậu gọng xào thịt nha. Mẹ. Chiến ăn rồi hả? Cái này mà gì đó. Chiên giòn mà. Ăn mà dễ xỉ bao dây nhóc hết trơn. Bốn không con. Cả nhà ăn miếng thịt chiên nước mắm nha. Thịt ba gỏi chiên nước mắm. Giòn. Như quay à. Giòn ngon cả nhà. Ngon rất á. Ăn cơm à. Sáng này chưa ăn. Quê ơi. Gãy. Mẹ ơi, cháu có tiêu ở đây. Để tiêu cho hơn. Nó không có ăn sáng. Mình không có cho nhỏ ăn sáng hơn, cho nên là nấu cơm sớm ba mẹ con ăn luôn. Chứ thường khi là cho nó ăn sáng. Nó kêu rồi à. Ủa chán. Chú ta hoài gì cháu. Sao rứt không? Hả? Sao bị rứt không? Ừ. Bốc quá, bốc còn cái miếng nước nhờ. Cái dính gì không? Rét nữa. Cái gì? Rồi. Nó cũng kiểu. Nó cầm mẹ ăn rồi.
cả nhà ăn miếng sườn nó canh đi. À, rồi cả nhà ơi, à, ba mẹ con mình ăn cơm với thịt chiên nước mắm với đậu gồng xào với canh đu đủ đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye mà cô chú. Bye bye cô chú.